Xin chào tất cả các chị em. Hôm nay em Nam sẽ hướng dẫn các chị cách phân biệt cái bộ Kajuko và Lút 5 sản phẩm. Thế nào là hàng thật nhé? Thế nào là hàng thật để các chị tránh mua phải hàng nhái nhé? Em Nam đang đau nên giọng hơi khàn một xíu, các chị thông cảm. Đấy, các chị phân biệt cái vỏ bên ngoài rất là đơn giản này. Rất là đơn giản. Đây trước mặt các chị là cái bộ Kajako Blue màu trắng 5 sản phẩm. Các chị chỉ cần mua cái đèn soi tiền. Mua cái đèn soi tiền nhé. Đó, xong là hàng về là các chị bật đèn pin lên nhé. Các chị lắp pin và các chị bật đèn pin cái đèn này lên nhé. Cái đèn soi tiền giả đấy các chị nhé. Các chị bật đèn pin các chị soi này. Đó, các chị soi. Hàng thật các chị soi sẽ có hình cô gái in chìm ở dưới nhé. Đây này, em soi này, soi đến đâu các chị sẽ thấy hình cô gái đến đấy này. Cái đèn pin này nó hơi chập chờn, nó sắp hết pin rồi. Đó, các chị thấy chưa? Này, đó, thấy chưa? Khắp toàn bộ bên ngoài cái hộp này đều có hình cô gái in chìm nhé các chị nhé. Hàng giả các chị soi sẽ không thấy hình cô gái đâu nhé. Hàng giả làm y xì như cái bộ hàng thật như thế này, không khác tí gì luôn. Các chị nhìn mắt thường các chị không phân biệt được tí nào hết. Các chị phải dùng cái đèn soi tiền này các chị mới thấy này. Đấy, em lia lia cái đèn đi đâu các chị thấy hình cô gái in chìm, thấy chưa nào? Mặt sau cũng vậy các chị nha, mặt sau cũng vậy, bên hông cũng vậy, đều có hình cô gái in chìm hết nhá. Đó, một cách rất là đơn giản. Các chị nhận hàng bên nhà em Nam, các chị được kiểm tra hàng trước khi nhận. Các chị dùng đèn soi tiền soi không có hình cô gái, các chị cứ trả lại hình hàng cho em. Còn cái kem hàng thật thì khi nào nó cũng mịn và cái mùi thơm dịu nhẹ nhé. Cái bộ ca cho cô trắng này, mùi thơm dịu nhẹ, kem sánh mịn, màu xám. Còn kem giả thì nó màu trắng tinh mà nó đặc đặc, nó không được sánh mà mùi cực kỳ hắc luôn. Có hai điểm rất là đặc biệt đó các chị nhé.